Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của chúng tôi thì các bạn nhớ đừng quên bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần mà Xuân Bóng Đá update những video mới nhất thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Lô đấu Malaysia Thái Lan vẫn có hành động đáng ngờ trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập thống nhất vào ngày 14 tháng 11. Mặc dù đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia cùng ngày trong trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập thống nhất trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên Akira Nishino vẫn cử một trợ lý đắc lực của mình đi do thám trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập thống nhất. Người được huấn luyện viên Nishino Akira cử đến do thám trận đấu quan trọng giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập thống nhất đó chính là ông Isara Sritaro. Huấn luyện viên Isada Sritaro chính là cựu huấn luyện viên đội tuyển U19 Thái Lan bị truyền thông chỉ trích không thể vượt qua vòng loại U19 châu Á năm 2020. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nishino Akira đã yêu cầu Hiệp hội bóng đá Thái Lan giữ Sritaro ở lại để ông tiếp tục làm trợ lý cho U23 và tuyển quốc gia nước này. Vào hôm ngày 12 tháng 11, huấn luyện viên 43 tuổi sang Malaysia cùng toàn đội Thái Lan chưa đầy 24 tiếng sau đó, ông Taro được ông Nishino Akira yêu cầu rời khỏi nơi đóng quân của bầy voi chiến để xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Thống Nhất. Tờ Siam Sport gọi đây là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của huấn luyện viên Nishino Akira để chuẩn bị hướng tới kết quả tốt nhất trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Đối với Thái Lan, voi chiến nhận nhiều thông tin tích cực tại Malaysia, tiền vệ Terathong Bunathan có thể tập luyện bình thường và hứa hẹn đá chính trước trận đấu gặp Malaysia huấn luyện viên Nishino đã yêu cầu tập kín ở buổi tập gần nhất. Phần tin tiếp theo trận bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Thầy Park nói điều bất ngờ về huấn luyện viên Ả Rập Thống Nhất, đối thủ của đội tuyển Việt Nam sắp tới. Kính thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo diễn ra vào trưa ngày 13 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng ông không quan tâm đến huấn luyện viên Van Magwit nói gì. Và sau đây là toàn cảnh về những phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận đấu quan trọng. Mở đầu cuộc họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định tham vọng của đội tuyển Việt Nam dù đội nào, trận nào, sân khách hay sân nhà, tôi luôn muốn chiến thắng và muốn chiến thắng thì phải có áp lực thôi. Việc tái ký hợp đồng có thể bắt đầu từ tháng 1 sang năm nên hiện giờ chưa ảnh hưởng đến trận đấu này đâu. Ả Rập Thống Nhất có 2 chiến thắng và 1 trận thua. Với chính huấn luyện viên Ả Rập Thống Nhất đó là trận quyết định vô cùng quan trọng, huấn luyện viên Park đã nhấn mạnh như vậy. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định mình có biết về huấn luyện viên trưởng Ả Rập Thống Nhất Ben Van Mark Cụ thể nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nói rằng với huấn luyện viên Van Mark đó là một huấn luyện viên giỏi. Năm 2010 là Á quân World Cup rồi sang châu Âu, làm huấn luyện viên các đội Australia, Ả Rập Xê Út. Theo tôi biết, ông ấy có 2 năm làm việc ở Trung Đông nên rất hiểu đặc tính các cầu thủ ở đây. Đây cũng là huấn luyện viên chủ động và luôn luôn ưu tiên phòng ngự. Đây là người sẽ tập trung phòng ngự trước và phản công sau. Ông ấy cũng là người bố trí nhiều tiền vệ phòng ngự ở giữa sân và cố gắng phân tích đối phương triệt để, tìm ra điểm yếu và đánh vào đó, ông Park tiếp tục. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng tin đại diện Tây Á sẽ nỗ lực hết mình tại Mỹ Đình ngày 14 tháng 11 tới đây. Cụ thể ông đã nói rằng Ả Rập Thống Nhất sẽ tập trung tối đa cho trận đấu gặp Việt Nam vào ngày mai. Có những thời điểm họ sẽ chơi tất tay để quyết thắng chúng ta. Hiện nay ta đang chuẩn bị khá nhiều phương án, có nhiều kế sách để xử lý, ứng phó với các tình huống xảy ra. Ông đã nói như vậy. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định việc Ả Rập Thống Nhất thua Thái Lan với tỷ số 1-2 ở lượt trận đấu trước không phải điều gì quá đặc biệt. Bóng đá là một môn thể thao có nhiều biến số nên kết quả nào cũng có thể xảy ra. Ả Rập thống nhất thua Thái Lan đâu phải là điều gì đặc biệt. Thái Lan là đội rất mạnh. Hai điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới tinh thần hay kế hoạch chuẩn bị của chúng tôi. Trước Ả Rập thống nhất hay bất kỳ đội bóng nào, chúng tôi cũng đặt mục tiêu thắng lợi và tiếp cận trận đấu một cách kỹ càng nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh. Nói về hai cầu thủ mới trở về tập trung từ châu Âu đó là Công Phượng và Văn Hậu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ rằng Công Phượng và Văn Hậu đã trở về, luôn nở nụ cười vui vẻ thấy nói nhiều lắm, trao đổi nhiều lắm, không khí như thế là rất tốt. Cả hai có thể có vấn đề về thích ứng múi giờ, nhưng giờ họ đã ngủ 8 tiếng, thời gian chắc đã đủ, mọi thứ đều tốt đẹp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo tin việc sắp xếp cả hai đá ở trận đấu với Ả Rập Thống Nhất vẫn phụ thuộc vào buổi tập chiều tối nay. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng về vấn đề và cảm giác chơi bóng, chúng ta có buổi tập thêm cuối cùng vào chiều nay. Chúng ta sẽ quyết định chuyện đó. Khi Ả Rập Thống Nhất khen ngợi Việt Nam mạnh nhất bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời. Cảm ơn đánh giá cao của huấn luyện viên Ả Rập thống nhất. Nhưng tôi không chủ quan đâu. Đây là huấn luyện viên có nhiều phép tính. Trận đấu trước họ đã thua Thái Lan nên sẽ quyết tâm tất tay với chúng ta và thắng bằng được. Họ vắng số 7, số 13 và số 4 là những người đá chính ở các trận đấu trước. Nhưng họ đã tới đây, đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chắc chắn có nhiều thay đổi. Đây cũng là huấn luyện viên có đủ năng lực để tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi cũng hiểu điều này và đang chuẩn bị tốt nhất để tạo ra điều tương tự. Ông nhấn mạnh tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị cho trận đấu gặp Ả Rập thống nhất. Trong khi đó về phần mình, huấn luyện viên trưởng của Ả Rập thống nhất đã cho biết rằng ông đã tìm hiểu rất kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam và đánh giá thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đội bóng mạnh nhất tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Cụ thể thì ông này đã nói rằng chúng tôi mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu về mọi khía cạnh của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên tôi sẽ không tiết lộ chi tiết. Tôi không sợ Ả Rập thống nhất sẽ thua Việt Nam. Ả Rập thống nhất tôn trọng mọi đối thủ và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Tôi cho rằng Việt Nam là đội mạnh nhất bảng G, huấn luyện viên Van Măkwit chia sẻ trong buổi họp báo sáng ngày 13 tháng 11. Đội tuyển Ả Rập thống nhất có 2 ngày rèn quân tại Thái Lan trước khi sang Việt Nam tối ngày 12 tháng 11, thay vì có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu tại Hà Nội. Huấn luyện viên Van Măkwit đã cho biết nguyên nhân: "Chúng tôi có nhiều sự chuẩn bị trên đất Thái Lan, khí hậu của Thái Lan tương tự với Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi biết tuyển Việt Nam đa dạng về lối chơi, chúng tôi sẽ cố gắng chơi theo cách đặc trưng của Ả Rập thống nhất." Lúc này tôi chỉ có thể nói về trận đấu tối 14 tháng 11 sẽ hấp dẫn và thú vị Tôi cũng biết các bạn ở đây có một cầu thủ tên là Đoàn Văn Hậu đang thi đấu ở Hà Lan Tôi có nghe nói về cầu ấy chỉ vậy thôi Ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam Ả Đập Thống Nhất sẽ thiếu vắng tiền đạo Ali Macau do nhận đủ số thẻ vàng Huấn luyện viên Van Magwit đã từ chối bình luận về sự vắng mặt của cầu thủ này Cụ thể thì ông đã nói rằng dù chấn thương hay do nhận thẻ vàng Vấn đề là Ả Đập Thống Nhất không thể sử dụng Macau và tôi không thể bình luận về trường hợp này Phần tin tiếp theo trận bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin trước trận Việt Nam và Ả Rập thống nhất, chuyên gia bất ngờ điểm mặt chỉ tên sát thủ vòng cấm của thầy Park. Kính thưa quý vị và các bạn, theo cựu cầu thủ Đặng Phương Nam, vị trí tiền đạo ra sân chính thức của đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc về tiền đạo trẻ Tiến Linh. Vị trí tiền đạo đang là dấu hỏi lớn của đội tuyển Việt Nam hiện tại trong cuộc đối đầu với Ả Rập thống nhất sắp tới tại vòng loại World Cup 2022. Theo cựu cầu thủ Đặng Phương Nam, huấn luyện viên Park hang Sơn nên tin tưởng vào tiền đạo trẻ Tiến Linh theo tôi trung phong cắm tốt nhất việt nam hiện nay đó là tiến linh anh sở hữu những phẩm chất tương đối toàn diện cho vị trí này lý giải về sự lựa chọn này cựu cầu thủ đặng phương nam đã cho biết rằng huấn luyện viên park hang seo có thói quen lựa chọn một trung phong cắm có khả năng cầm bóng trong thế trận phòng ngự phản công còn khi thi đấu ngang cơ một tiền đạo cắm thường trực trong vòng cấm sẽ được sử dụng với lối chơi dựa nhiều vào phòng ngự nhưng lại hạn chế trong các tình huống bóng bổng của đội tuyển ả rập thống nhất tiến linh sẽ có nhiều đất diễn trong trận đấu sắp tới anh vừa có thể làm tường cho các vệ tinh xung quanh, vừa có thể tận dụng khả năng nhạy bén săn bàn của mình. So sánh với các cầu thủ khác, Tiến Linh vượt trội hơn cả về tư duy, vị trí và kỹ năng chơi bóng. Điều này giúp anh có được sự luân chuyển liên tục giữa U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Ngân Văn Đại không phải là trung phong cắm, Hà Minh Tuấn lại là một cái tên khá nổi bật trong thời gian gần đây, có phong độ tốt ở V-League, nhanh nhẹn và dũng mãnh, nhưng anh lại thiếu sự kết nối với đồng đội cũng như khả năng kỹ thuật kiểm soát bóng hạn chế, cựu cầu thủ thể công đã đánh giá như vậy. Cựu danh thủ Đặng Phương Nam cũng tỏ ra tiếc nuối về trường hợp của Hà Minh Tuấn. Cầu thủ 28 tuổi đã có một năm 2019 thi đấu nỗ lực và đạt được rất nhiều thành công. Trong hai lần triệu tập, anh đều phải rơi đội tuyển bởi những vấn đề liên quan tới chấn thương. Sự góp mặt trong đội tuyển lần này cho thấy sự cố gắng của anh. Phần tin cuối cùng Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin. Báo Hàn Quốc chỉ ra nhân tố đặc biệt giúp Việt Nam hạ Ả Rập Thống Nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, tờ Mai Daily của Hàn Quốc vừa có bài viết nhận định trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Ả Rập thống nhất tại vòng loại World Cup. Sau nhân đề huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup, tờ báo Hàn Quốc cho rằng phép thuật của thầy Park sẽ có vai trò quyết định giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ đến từ Trung Đông. Cụ thể bài báo này có một đoạn viết như sau: Huấn luyện viên Park Hang-seo, người hùng của bóng đá Việt Nam, đang đối mặt với một cuộc chiến quan trọng đây là lúc để huấn luyện viên park hang seo trình diễn phép thuật của mình một lần nữa sau khi được ký bản hợp đồng mới tại việt nam bảng g tại vòng loại world cup được kỳ vọng khó lường sự khác biệt giữa vị trí nhất bảng với vị trí thứ ba chỉ đúng một điểm ả rập thống nhất vốn được đánh giá là đội mạnh nhất ở châu á nhưng họ đang bị tổn thương nặng nề sau trận thua với thái lan ở trận đấu sắp tới việc tiền đạo chủ lực ali Makhau vắng mặt sẽ là tổn thất cực lớn cho ả rập thống nhất ngược lại việt nam đang có lực lượng mạnh nhất Điều quan trọng, huấn luyện viên Park Hang-seo đang có thêm động lực bởi ông vừa ký bản hợp đồng mới và được nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019. Đây là lúc để người hâm mộ tin phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo được thể hiện thêm một lần nữa giúp Việt Nam đánh bại Ả Rập Thống Nhất. Ngoài việc bày tỏ niềm tin về một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, tờ báo Hàn Quốc cũng cho biết rằng trận đấu ở sân Mỹ Đình vào tối ngày 14 tháng 11 sẽ được tường thuật trực tiếp trên một số phương tiện truyền thông ở xứ sở Kim Chi, trong đó có hãng truyền hình Sport TV. Trong khi đó, một tờ báo khác là Sport lại ấn tượng với bầu không khí nóng rực ở Hà Nội. Tác giả của bài viết mô tả rằng nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 27 đến 28 độ C, nhưng bầu không khí ở đây có vẻ đang rất nóng trước thêm trận đấu của đội tuyển quốc gia gặp Ả Rập thống nhất. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Soán bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.